Hay luôn, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Xuyên Nguyễn FT nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn bypass máy Hello đối với những máy là iOS 15 nha anh em. Từ 6S tới X và một số dòng iPad thì nó đã support rồi nha anh em. Rồi trước tiên thì anh em cần phải đổi cái series. Thì đổi cái series thì video hôm trước thì mình cũng để hướng dẫn rồi. Thì dưới video này thì mình sẽ để cái link để hướng dẫn đổi series nha anh em. Từ chỉ có riêng iPhone 6 thì cần cáp DC SD, còn lại thì không cần, có thể dùng cấp thường trên Mac nha anh em. Thì anh em tải cái tool này thì mình sẽ để ở dưới video nha anh em. Đó, thì anh em còn phải đổi series này thì trên tool nó cung cấp cho chúng ta luôn. Thì anh em bấm vào đây, có thể là new boot hay old boot đối với dòng máy hỗ trợ cái nào thì anh em sử dụng đó nha. Nếu mà new boot nó không hỗ trợ thì anh em sử dụng old boot. Thì cái đây là cái series anh em cần phải đổ này. Đó, anh em đổ vô trong máy này nó sẽ hiện series là ok nha anh em. Đầu tiên thì anh em bấm số 1, anh em để màn hello. Thì đây. Đây là anh em mở cái iCon tool lên coi cho dễ dàng. Đầu tiên sau khi đổi series xong ạ, thì anh em bấm dùng số 1 để hello mở lên tool, ấn dùng số 1 thì trước tiên ấn cái dòng này thì anh em phải ấn vào cái thư viện để cho nó tạo thư viện trước nha anh em. Đây là cái thư viện này, thư viện cái này anh em ấn vô rồi xem đó là nhập cái mật khẩu của máy thì nó cài thư viện. Sau khi cài thư viện xong thì anh em để màn hình hello này, rồi anh em ấn vào dòng số 1 để cho nó tạo ra cái file, nói chung là tạo cái hồ sơ để lát nữa nó active. Đó, nó tạo ok rồi này. Nó tạo chỗ này là có cái ICD này. Anh em gửi cái ICD thì qua mình ở đây nha anh em. Rồi, tiếp theo thì anh em chọn dùng số 2. Nói chung là đưa về depo rồi chọn dùng số 2. Để hello chọn dùng số 1 nha. Rồi đưa về depo chọn dùng số 2. Đối với máy có media thì anh em chọn dùng số 2 thì không cần pin sim. Còn mấy mà no media thì anh em chọn dùng số 3 là cần pin sim nha anh em. Thì ở đây là mấy có media anh em chọn dùng số 2. Enter là đợi nó boot thôi nha anh em. Đấy. Anh em chỉ việc ngồi đợi nó tải được driver. Nếu lỗi thì anh em chỉ làm lại thao tác đưa về depo và chuyển sang cái outboard hoặc new boot thôi. Thì nó có hai cái đó thì đó, nói chung là nó đang boot. Nếu mà nó lỗi thì mình sẽ chuyển sang outboard nha anh em. Rồi, như vậy là một phát ăn luôn đó anh em. Thì những tính năng thì nó ở đây là nó fix được hai pin rồi nha anh em. Tại vì nó chia ra cái có media và no media thì nó fix được hai pin. No media thì anh em cần lúc cái sim dùng, cái sim không dùng nữa thì anh em chỉ cần đặt máy pin vô rồi là dùng thoải mái, đặt nguồn các kiểu nha. Chứ là không hao pin, hầu lúc đầu ra thì nó xóa đi bên sơ thì nó sẽ hao pin, còn bây giờ là nó sẽ không hao pin nha anh em. Rồi, đợi nó chạy thôi. Rồi, như vậy thì nó đã active ok nè. Active ok thì anh em chỉ việc ngồi đợi thôi, đợi chuẩn bị nó lên thẳng màn hình chính luôn. Như vậy thì nó đã vô được bên treo luôn nha anh em. Đó, anh em bấm tin cậy này, tin cậy rồi anh em bấm một số 4 này để cho nó tách update luôn. Đây, anh em chọn dùng số 4 cho nó tách update luôn. Tách update tức là mình
nó không tự động cập nhật lên và đặt lại giọng hai thì nó cũng sẽ trở lại thành hello, không bị vấn đề tay nha anh em, rất thuận tiện cho anh em bị bắt cho khách khỏi sợ khách nó restore lại nó công mình. Nói chung là tool rất là dễ sử dụng nha anh em. Thì hiện tại thì nó có hai cái tool, tool Hello Online và cái tool Barcode Online, thì tính năng nó cách làm nó cũng giống tương tự thôi nha anh em. Nó cũng new word, old word và đưa O và restore active. Nhưng mà rất đơn giản, rất dễ sử dụng. Chỉ cần anh em có MacBook là có thể tự làm luôn. Chỉ cần nhìn theo video làm là ok. Không cần phải đem ra thợ làm gì. Rồi, và ok, giờ mình thử là mình đặt giọng hai lại cho anh em xem luôn nè. Là nó đã tắt được cái tính năng nữa chưa. Nói chung cái đó là nhập anh cloud ok, nhưng mà hiện tại vẫn chưa fix được thông báo nha anh em. Nè, tiếp tục. Vẫn xóa nè, mình xóa thử là nó có vinh ra quay ra active cho anh em. Ok, như vậy thì mình đặt lại giọng hai thì nó vẫn trở lại bằng hình hello. Nói chung là ok. Rồi, nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Còn các anh em thầy thợ gì đó hoặc là người dùng thì liên hệ mình để mình order ECD. Giá hôm nay thì cũng đã hạ nhiệt rồi nha anh em, không đắt như lúc ban đầu mới ra nữa. Rồi, tạm biệt tất cả các anh em nha.